Xin chào mọi người, rất vui khi gặp lại mọi người trong những ngày rộn ràng đầu năm. Và sau thời gian ăn chơi thả ga của năm mới thì Oriflame đã rất hào hứng để giới thiệu với mọi người một sản phẩm vô cùng đặc biệt là cứu tinh đã đồng hành và chinh chiến cùng mình suốt mọi nẻo đường du xuân dịp Tết vừa qua. Đó là dòng son The One On Color Unlimited Ultra Fix Lipstick với kết cấu siêu lì. Trên tay mình hiện nay đang là thỏi son The One Ultra Fix Lipstick. Chúng ta có thể thấy hộp giấy bên ngoài của son có màu hồng rất là bắt mắt, cùng với chữ ánh nhũ và logo The One Stockholm in chìm mang đến một thiết kế rất high fashion. Phía bên trong thì sản phẩm với hai gam màu chủ đạo đen và bạc càng làm nổi bật thêm sự thời trang và hiện đại của dòng The One Stockholm. Trong năm 2021 thì son kem lì được dự đoán sẽ trở thành một xu hướng được nhiều người ưu ái bởi sự bền màu và không lem trôi của nó. Theo các chuyên gia làm đẹp thì những chiếc khẩu trang cũng sẽ theo chân chúng ta ít nhất là nửa đầu năm nay. Vậy nên son lì sẽ lại là một lựa chọn không thể bỏ qua để vẻ đẹp của đôi môi được đảm bảo suốt cả ngày dài. Điều đặc biệt nhất ở thỏi son này đó chính là công nghệ Ultra Fix Lipstick với khả năng khóa màu môi lên đến 13 giờ liền. Chẳng những giúp không lem và vây ra những vật dụng hay đồ ăn mà còn giữ màu môi suốt cả ngày dài. Hơn nữa, tuy là son lì nhưng The One Ultra Fix Lipstick lại mang đến kết cấu rất là mịn mượt và không gây khô môi như những dòng son lì khác. Điều này giúp cho việc tô son dễ dàng và điều màu hơn. Sau khi thoa thì kết cấu Ultra Fix sẽ tạo lớp lưới giúp khóa màu son trên môi và chống thấm nước. Vậy nên cả ngày dài chúng ta đều an tâm là son sẽ không bị lem trôi. Với siêu phẩm này thì bạn sẽ không còn lo khẩu trang đầy vết son nè, không phải cố gắng ăn kiểu không dính son, cũng như sẽ hạn chế tối đa tình trạng son dính vào răng. The One Ultra Fix Lipstick hiện nay đang có 10 màu thời thượng hợp với mọi phong cách, tha hồ cho chúng ta chọn lựa. Nhóm thứ nhất là màu đất hay còn gọi là màu Terracotta 41798, được cho là màu son đứng đầu xu hướng của năm 2021 với việc phù hợp với bất kỳ màu da hay phong cách nào. Chính điều này đã làm cho Terracotta trở thành màu son được lựa chọn nhiều nhất bởi độ linh hoạt lại không kém phần thời trang của mình. Nhóm thứ hai gồm những màu hồng phù hợp với dịp xuân và Tết đầu năm như là màu hồng Ultra Pink 41801 nhẹ nhàng xinh xắn, hay là màu hồng Fuchsia 41802 theo phong cách high fashion. Nhóm thứ ba sẽ là nhóm tông màu đỏ sang trọng và cổ điển, thích hợp cho những buổi dạ tiệc như màu đỏ tươi Ultra Red 41804, hay là đỏ san hô 41803, hay đỏ Bordeaux 41805. Nhóm cuối cùng là gam màu tím cá tính và thời thượng, dành cho những dịp mà chúng ta muốn thể hiện sự nổi bật độc đáo với 4 màu lựa chọn: màu dâu Raspberry 41800, hay là màu rượu Burgundy 41806, hay là màu mận Plum 41809, hay là màu rượu thảm Ultra White 41808. Thực sự là 10 màu son này quá đẹp, bản thân mình màu nào cũng mê và muốn rinh về ngay. Còn mọi người thì sao? Các bạn thích nhất màu nào thì hãy để lại comment bên dưới để chúng ta cùng chọn ra màu son được yêu thích và hot nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.